Video này em xin mời quý anh chị cùng tham quan lầu 2 và lầu 3 căn nhà của mình nha. Không gian lầu 2 thì gồm có 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh nha. Nhà vệ sinh thì được đặt riêng trong phòng ngủ luôn nha, tạo không gian riêng tư cho nhà mình luôn. Đây là gian phòng ngủ phía trước. Có ban công rất là thoáng mát luôn. Không gian lầu 3 của nhà mình thì gồm có 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh chung nha. Bên cạnh đó thì mình có một sân phơi để lấy ánh mặt trời tự nhiên. Quý anh chị quan tâm và có nhu cầu đi xem nhà xin liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại 0979675074 gặp em Quyết nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị vào những video sau.